Rồi, xin thân ái mến chào các cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì em có quay trở lại ha, giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai phong tàng thông bên vườn em tiếp tục nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em lên cho cô chú anh chị mình cũng là thọ hương ha, siêu bông Sài Gòn, cúc kem, cúc hoàng hậu ha. Rồi mức giá cũng khá là ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thì hôm nay em nói chung là còn ít, cái này còn ít nha, còn vài chục cây thôi. Thì em thanh lý cho cô chú anh chị mình mức mức vừa chơi nha cô chú anh chị ha. Đó, giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Thì em vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn nha. Rồi, ngày hôm nay vô cây đầu tiên em vô mã làm mã số 21 nha cô chú anh chị. 21 là một cây cúc thọ hương phong tàng thông nha. Cây thì vô nút nụ kim hết cô chú anh chị ha. Vô nút nụ kim với lại lên cửa gà đều gan hết rồi cô chú anh chị. Tại vì thọ hương này lúc gài á, thọ hương thì rất là dễ nở. Cô chú anh chị mình cũng biết mà, nói chung là động động tí là nó nở à. Nên là cô chú anh chị mình cũng biết là vậy, như vậy nên là cái hàng này là nụ kim nụ vừa vừa lên vừa vừa như vậy là vừa nha cô chú anh chị ha. Nếu mà ấy sớm mà mình gửi hàng đi thì nụ to quá thì có nguy cơ là nó bị nở sớm ha. Rồi em đông số cây này luôn ha. Hoành là được 14 nha cô chú anh chị mình. Hoành 14. Chiều cao là được 1m1. Tán ngang là 1m15. Rồi cây mã số 21. Rồi em để cho cô chú anh chị mình giá là 750.000 em bao phí vận chuyển nha. Rồi em đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 22 cũng là cúc thọ hương phong tàng thông nữa cô chú anh chị ha. Rồi em đo thông số nha. Hoành cái này là được 13 ha. Nụ nè cô chú anh chị, nụ kim kim vừa vừa vậy ha. Cao là 97, tán ngang 97. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550.000 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Em đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 23 là một cây giảo siêu bông Sài Gòn. Cô chú anh chị mình mua hàng qua em thì cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Toàn bộ hàng em bao bảo hành giống cho cô chú anh chị mình ha. Đảm bảo chuẩn giống và bảo hành mặt hoa cho cô chú anh chị mình, bảo hành giống. Nên là cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Mua hàng bên em là đảm bảo. Rồi. Hoành cái này là được 20 nha cô chú anh chị, đúng 20 luôn nè. Hoành cũ là được 29 ha, 29 rưỡi đến 29. Nụ thì vào nút nụ ngon lành rồi nha. Rồi cao 1m3. Rồi tán ngang là được 95. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 2.300.000 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Rồi cô chú anh chị nào ở khu vực các tỉnh lân cận tỉnh Bến Tre thì em sẽ giao cho cô chú anh chị mình là giao xe trong ngày cho cô chú anh chị mình ha. Rồi em đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 24, một cây thọ hương nữa nha. Cây này tàn quá dễ thương, quá đẹp. Rồi hoành là được 12, chiều cao là 92, tán ngang là 1m2. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 750.000 em bao phí vận chuyển nha. Em đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 24 ha. Rồi mã số 24 là một cây cúc thọ hương nha. Rồi cái này tàn cũng khá là dễ thương ha. Nút nụ thì có luôn nha cô chú anh chị. Bên đây nè. Nụ nè. Đó. Đồng số ha. Hoành là 13 nha. Rồi chiều cao là 1m15. Tán ngang là 1m1. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 800.000 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Em đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 26 nha cô chú anh chị, một cây siêu bông Sài Gòn ha. Rồi hàng có nụ nha. Rồi hoành là được 21 nha. Chiều cao là 1m05. Rồi tán ngang là 1m05 luôn. Rồi cây siêu bông Sài Gòn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.800.000 em bao phí nha. Em đổi cây ạ.
Rồi tiếp theo mã số 27 là một cây cúc kem nha cô chú anh chị. Cây này có 3 đọt nha cô chú anh chị ha. Rồi hoành là 15, nụ bao nhiêu luôn, cao là 83, rồi tán ngang là 105. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 550 bao phí vận chuyển nha. Em đổi cây ha. Kết thúc rồi. Lên lại. Rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo là cây mã số 28. 28 nha cô chú anh chị, là một cây cúc hoàng hậu nha. Rồi hoành là 17. Rồi chiều cao 1m15. Tán ngang là 1m1. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 900.000 bao phí vận chuyển nha. Đổi cây. Rồi thì hôm nay lý ra là em sẽ lên cho cô chú anh chị mình 10 cây 10 mã cho cô chú anh chị mình chọn lựa ha. Mà thông cảm giùm em cô chú anh chị ha, vì em sợ nói chung là có nhạc bên kia nó bắt lên thì em cũng sợ với bản quyền á. Nên là em lên cho cô chú anh chị mình 8 cây. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ha.